VTC réo tên ông Lê Tùng Vân của tỉnh Thất Bồng Lai. Mùng 1 tháng 11 năm 2021, 15 giờ 26 phút. Bản tin có liên tưởng thâm thúy giữa ông Lê Tùng Vân của tỉnh Thất Bồng Lai và ngày Halloween, lễ hội ma quỷ phương Tây. Những ồn ào xung quanh tỉnh Thất Bồng Lai, nay đã đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ, vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Sau phát biểu trao tay 300 tỷ nếu ông Lê Tùng Vân chấp thuận thử ADN với người trong Thiền Am của bà Nguyễn Phương Hằng, nơi đây càng được chú ý hơn. Báo chí, đài truyền hình liên tục đưa tin về các bên liên quan, trong đó có phóng sự hóm hỉnh của VTC tối 31 tháng 10, đêm diễn ra lễ hội ma quỷ của phương Tây. Mở đầu phóng sự những kẻ không cần Halloween vẫn đeo mặt nạ, biên tập viên kể chuyện về lai lịch ngày lễ Halloween. Sau đó, nhà đài nói, nếu quý vị thường xuyên theo dõi các sự kiện xã hội, chắc hẳn quý vị sẽ thấy nhiều người, thậm chí là nhiều nhóm người không cần đến ngày Halloween mới hóa trang. Họ hóa trang hàng ngày, đến nỗi trở thành ngụy trang, đeo lên mình một lớp mặt nạ. Và họ không gõ cửa nhà bạn để xin kẹo. Thứ họ xin là tiền, rất nhiều tiền từ những kẻ nhẹ dạ cả tin. Ông Lê Tùng Vân của tỉnh Thất Bồng Lai được réo tên đích danh, cùng với việc đưa các em bé sống tại đây đi thi các chương trình giải trí. Từ đó, nhiều nhà từ thiện đã quyên góp tiền cho các em bé với danh nghĩa là trẻ mồ côi. VTC cũng trích lại lời Lê Thanh Minh Tùng, tố cáo ông Lê Tùng Vân có lối sống đồi trụy, bạo hành trẻ em. VTC viên dẫn lời Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, khẳng định tỉnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Kháng Tây không phải là cơ sở tu viện hợp pháp do giáo hội Phật giáo quản lý, những người sống trong đó không phải là tu sĩ. Hòa Thượng này khẳng định sự việc ở tỉnh Thất Bồng Lai mang tính chất lợi dụng hình ảnh của tu sĩ Phật giáo, giả sư để lấy lòng tin của đệ tử Phật giáo. Mặt khác, theo thông tin từ cơ quan chức năng, người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai là con ruột, cháu ruột ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ như ông này rao giảng. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, nếu những lời tố cáo của anh Lê Thanh Minh Tùng là sự thật, liệu ông Lê Tùng Vân còn khoác lên mình bao nhiêu lớp ngụy trang, dưới tấm áo nâu kia thực chất đang che giấu những điều gì? Sự thật sau lời tố cáo của anh Lê Thanh Minh Tùng ra sao? Chúng ta phải chờ đợi sự vào cuộc điều tra và kết luận của cơ quan chức năng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, với những kết luận của cơ quan điều tra, Thiền Am này đâu cần đợi đến một ngày hội hóa trang. Họ vẫn khoác lên mình một vỏ bọc để trục lợi những người nhẹ dạ cả tin. Bản tin này của VTC đã được nhiều người chia sẻ, bình luận. Bên cạnh việc đưa thông tin rõ ràng về vụ tỉnh Thất Bồng Lai, sự hài hước, thâm thúy của nhà đài trong kết nối giữa kiện với ngày hội ma quỷ cũng được lòng công chúng.